trở lại với Ricky Minh và chúng ta đang có mặt ở trong ván đấu thứ ba, vẫn sẽ là đảo quân sự. Như vậy hôm nay các đội đấu 5 ván nhưng đã có đến 3 ván ở đảo quân sự rồi. Và hôm nay chúng ta có một đường bay kéo dài đến khu vực xưởng cơ khí và kho quân sự. Đây là một đường bay ngắn và lúc này các đội có lẽ sẽ có rất nhiều toan tính để rời khỏi máy bay làm sao mà mang lại sự hiệu quả nhất định. Yêu Miêu bẻ cáo Thanh DZ đã mất đi WG Mystic ở vị trí team số 1, mất đi một người khiến cho cái việc lên top 1 của họ sẽ khó khăn rất nhiều. Nguyệt Minh nè của Ford Hot cũng như là Quang Cú Châu của William 175 họ đã rời khỏi máy bay rồi. Và cái đích đến của họ có lẽ là sẽ là khu vực đập thủy điện không? Họ đang quay sang cơ, hình như team này nhảy hơi xa. Vâng, đó là một pha sống hơi lỗi đến từ vị trí của William 175 và anh ta tìm thấy ngay chiếc xe màu xanh để có thể tiến đến vị trí của những người đồng đội của mình. Đây là ASP Quỷ Đỏ, Fear Billy, Bọt Sói cũng như là Chồng Cọp thì họ đang có mặt ở trong cái khu vực đó, là có là khu vực đèo đá. Với khu vực này thì họ sẽ có hướng di chuyển sang bên khu vực đảo dừa hay không thì đó là những điều mà có lẽ là các team họ đã hơi toan tính đến thời điểm này của ván đấu rồi. Team số 4 đó là TBA tài xế ROG Tú Bà, Tú Bà cũng như là Big Boss đó đang có mặt khu vực kho quân sự. Và ở đây đang có một cái giao tranh nhất định giữa các team và tôi tin rằng WG họ đang có mặt ở trong khu vực kho quân sự này. Team 65 ngoài Mập Canoska như là bằng người đã có mặt trong khu vực tháp đồng hồ với 3 ván liên tiếp. Có lẽ họ đều nhảy khu vực tháp đồng hồ này, cả Sai Trọng, Chồng Chân, Chờ Anh. Lúc này thì Chồng Chân đang bị bắn và anh ta rụng giữa đường rồi. Anh ta đang đứt gánh giữa đường khi mà đang di chuyển qua thêm một người nữa, đó là Chờ Anh. Anh ta rơi thẳng xuống nước và có lẽ là khi mà rơi thẳng xuống nước thì anh ta chết luôn. Và đó là pha thi đấu rất khổ đến từ vị trí của team Sai. Và đầu trước hình như họ đã là những người về vị trí top 1, nhưng ván đấu này có lẽ mọi thứ nó sẽ trở nên khó khăn hơn với Trọng và Chồng Chân. Đội quân đội nhân dân thứ mẹ họ đang có mặt trong khu vực thung lũng vẫn là một sự lựa chọn cực kỳ mạo hiểm với team QD. Hai ván đấu trước việc lựa chọn khu vực thung lũng này không mang lại cho họ rất nhiều hiệu quả nào cả. Và lúc này ở ván đấu thứ 3 này thì QD họ vẫn đang sử dụng cái chiến thuật giống như ván đấu trước, và như vậy là thêm Sai Chờ Anh đến từ team Sai cũng đã bị hạ gục rồi. Vực thành phố biển Nam Tước cả chậm 95 cũng như là cả anh cả có lấy 46 người chơi trong ván đấu này mà thôi. Vòng bo đầu tiên chúng ta sau 17 giây nữa nó sẽ xuất hiện trở lại và hy vọng là các team họ sẽ có những cái sự lựa chọn nhất định trong những cái việc mà tiến ở trong vòng bo. Phan Kiem có hai mạ gục và đó là những mạ gục vào team của Big Boss. Lúc này thì hình như họ đã có pha quét sạch mạ Misi, anh ta bị bắn ngục nhưng anh ta có thể được cứu lại bởi những người đồng đội mình. Suýt nữa thì mạ Misi đã phải lên bảng đếm số. Đúng như dự đoán của tôi thì kho quân sự luôn là cái nơi mà WG chọn là nơi dừng chân của mình, và đó là những vào cũng rất tốt của team Fun Game, Ác Quỷ DJ, Shake cũng như là mạ Misi. Phía bè cáo mạ của vị trí của 95 mừ, có lẽ là 95 hôm nay họ đang là một trong những team mà hơi đen đủi khi mà cũng mất đi một người khi bắt đầu ván đấu, và đó tiếp tục đó là thành viên là một cái người chơi tên rất là dài mà tôi không nhớ nữa. Nhưng team 95 này đã có hai ván mà họ buộc phải thi đấu trong trạng thái thiếu người rồi. SCVG, Oscar, Wario, Hổ cũng như là Bierne thì họ đang có mặt trong khu vực làng gốm và sẽ cố gắng tiến từ khu vực làng gốm vào trong khu vực thung lũng. SCVG, Oscar anh ta đã có trong người đó là mũ 2, còn trong khi đó Wario mũ 2 giáp 2, Hổ chưa có đồ gì cả. Bố Chồng Cọp có tiếp tục có mạo của vị trí của Long MC đến từ team Freedom và khu vực đảo dừa. Chúng ta đang là một trong những khu vực mà trở nên cực kỳ nóng bỏng ở trong ván đấu này, và lúc này thì ở trong khu vực đảo dừa này có ít nhất là phải có 3 team, ở trong ván đấu này đang có mặt ở trong khu vực đảo dừa. Phía bé cáo tiếp tục có mạo gục WG, Yêu Miêu cũng có đã mạo gục cho mình ở trong tình huống vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải có những cái pha di chuyển đến từ vị trí của Panda, bởi vì đối phương đang có hướng truy sát, là đang chạy ra cái cáp để tránh đi sát thương đến từ đối phương. Đối phương vẫn đang bắn về phía của team Freedom. Ok, nếu đây là đầu tiên các bạn đến với kênh No Like của Ria Gaming thì đừng quên like cho mình một follow bằng cách ấn nhẹ vào dấu cộng trên cùng bên tay trái nhá. Chúng ta đang theo dõi giải đấu, đó là giải đấu quân đội nhân dân đã tao toi với mày, chỉ còn lại mình anh ta mà thôi. Đây là giải đấu Survival Legends và đồng tổ chức đó là các thành viên của quân đoàn WAG. Nam Tước K95 anh cả cũng như là K Bờ Mem thì họ đang có mặt trong khu vực thành phố biển. K Bờ Mem đến từ quân đoàn King và lúc này người ta đã có hai cái mũ 2 rồi.
ca anh cả cũng có mũ 2 giáp 2, ca chấm 95 giáp 2. Vâng, rất nhiều số 2 viện lên. Mai anh em nào đánh đề có thể đánh con 22 cho tôi anh em nhé. Lúc này thì chúng ta chỉ còn lại 37 người còn sống sót ở trong ván đấu này mà thôi. Vòng an toàn đang thu lại và cái vòng bo đầu tiên của chúng ta nó sẽ rơi vào đâu đó ở khu vực doanh trại hoặc tháp đồng hồ, hoặc là đen đủi hơn có thể nó rơi vào khu vực tiền đồn, một trong khu vực có rất nhiều cây. Team số 1 họ cũng chỉ có 4 người xuất hiện ở trong và 3 người xuất hiện ở trong ván đấu này mà thôi. Yêu Miêu, Bè Cáo và Thanh Thê Z Mistake vì một lý do đó tương tự với ván đấu thứ hai, anh ta bị disconnect khỏi ván đấu này và không thể nào quay trở lại được. Đây là Nguyệt Minh nè, Cú Châu cũng như là William 175. Và đấu chơi tôi nhớ là 175 có một tình huống sống hơi lỗi khi anh ta nhảy khá xa đồng đội. Lúc này thì anh ta đang họp cùng với những người đồng đội mình, đang cố gắng lùng sục trong vùng cảng lớn để có thể tìm được cho mình những cái lượng trang bị nhất định, chuẩn bị cho những cái pha chạy bó cực cắt vào giai đoạn cuối của ván đấu. ASP Quỷ Đỏ, Fear Billy, Boss Sói và Cọp họ đã có một pha quét sạch của một team ở trong tình huống đầu game. Và lúc này thì ASP Quỷ Đỏ, Billy, Sói, Trâm Cọp họ đang di chuyển băng qua cây cầu tiến được khu vực đảo dừa trong khu dân cư. Đây là một cây cầu mà hiếm khi các game thủ họ sử dụng để thi đấu trong cái giải đấu của Free Fire. Tại vì đây là một cây cầu mà nó cực kỳ trống trải và dễ bị đối phương tấn công. Thông thường họ thường chọn cách đu cáp nhanh hơn, an toàn hơn, hoặc là đôi khi thậm chí là bơi qua sông. Nhưng mà đôi khi bơi qua sông thì ăn một vài viên đạn thì cũng có thể chết luôn. Và nếu mà bạn bị knock out ở dưới nước thì có thể là bạn sẽ một đi không trở lại. Không có đồng đội nào cứu được bạn khi đang ở dưới nước cả. Đây là Hoài Mập, Khan, Oscar cũng như là Bằng Hửi. Họ vẫn thủ trong vực tháp đồng hồ tương tự như cách mà họ đã sử dụng ở trong những ván đấu thứ nhất và ván đấu thứ hai của giải đấu này. Sai Trọng chỉ còn lại mình anh ta thôi, không có cách nào để cho team của họ có thể leo vị trí top 1. Bây giờ chỉ có một điều thần kỳ mới có thể giúp họ lặp lại được cái thành tích của họ ở trong cái ván đấu thứ hai của giải đấu Survivor Legend này. Nhưng hôm nay là một giải đấu mà chúng ta có tới 5 ván đấu, chính vì vậy sẽ còn rất nhiều cơ hội để cho Sai Trọng cũng như là QD, họ là những người đang thất thế trong ván đấu này, nhưng họ vẫn sẽ còn cơ hội ở ván đấu thứ 4 và ván đấu thứ 5 để có thể lên ở vị trí top 1 trong giải đấu ngày hôm nay. Nam Tước, ca chậm 95, ca anh cả cũng như là bờ mềm họ đang có mặt trong vực đèo đá. Nó mạnh điểm qua một chút về lượng đồ thì ca chậm có giáp 2, ca anh cả giáp 2 mũ 2, ca bờ mềm có mũ 2 trong tình huống này. Vâng, vẫn là những cái con số 2 mà thôi, chưa lên được giáp 3 hay là giáp chống nổ trong tình huống này. Bờ mềm có một pha chào hỏi với tất cả khán giả có mặt trên kênh của Riga Gaming tính đến thời điểm này của ván đấu. Đây là Dr. Baby, 95 Dr. Baby. Hôm nay team 95 họ gặp vận rủi. Hai ván họ phải thi đấu với chỉ 3 người mà thôi. Mà ngay trong ván đấu đầu tiên, hình như ván đấu này thì người bị diss đó là 95 rồng và rất khổ cho team 95. Team Freedom, đây là Dev, New, ở Kỳ và Panda thì họ đang có mặt ở trong cái khu vực nhà máy điện, sẽ có một hướng cố gắng di chuyển sâu hơn trong vòng. Bây giờ thì tất cả team đều đang thi đấu chậm lại để chờ xem cái vòng nó sẽ thu vào đâu ở trong cái ván đấu này. Đây là WG Funky Em, 3 mạng gục tính đến thời điểm này ván đấu và tất cả những mạng gục của anh ta đều đến ở trong cái pha giao tranh đầu tiên của WG với một team khác, có lẽ đó là team TBA tài xế Tú Ông, Tú Bà và Big Boss. Họ là những người đã bị WG quét sạch ở ngay giai đoạn đầu của ván đấu này. Và nếu đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì đừng quên để lại cho mình một follow bằng cách ấn nhẹ vào dấu cộng trên cùng bên tay trái của màn hình nhá. Và giữa cái ván đấu thứ 3 và đấu thứ 4 cũng như là ván đấu thứ 4 và đấu thứ 5 thì sẽ có đó là cái việc phát thẻ 50k. Lúc này thì FD Dev đã có mạng gục cho mình rồi. Một quả lựu đạn được ném tới để dồn đối phương ra khỏi cái hòn đá, nhưng đối phương đặt ra một tường bom keo để tránh đi sát thương đến từ Dev và những người đồng đội của mình. Team Freedom họ đang ném những quả lựu đạn vào phía Bé Cáo có mạng gục vị trí của SCVG hổ. Chúng ta sẽ cùng đến với team SCVG để xem chuyện gì đang diễn ra với họ. Phía SCVG bia này đã bị gục và người hạ gục họ đó là WG Thành DZ. Lúc này thì SCV Oscar một mình anh ta đang đứng ở đây. Rất nhiều những giao tranh đã vừa xảy ra trong ván đấu này, và nếu như mà có không có gì đặc biệt thì có lẽ cái vị trí top 1 trong ván đấu này sẽ là cái cuộc cạnh tranh của team của WG Thành DZ và team WG Funky Em, cũng như có thể Nguyệt Minh này, Cú Châu và William 175 có thể trở thành những kẻ gạt giò vĩ đại. Team 65, cách thi đấu họ có thể nói là tương đối thụ động. Panda vừa đã
đã bị hạ gục đến từ vị trí của đối phương rồi. Và bây giờ thì team của FD họ chỉ còn hai người mà thôi. Một pha công lên từ vị trí níu của Kỳ, và níu của Kỳ anh ta đã bị bắn gục rồi. FD Dev anh ta đang lao ra tấn công đối phương của MP5 nhưng có vẻ là không thơm lắm. Và lúc này thì Dev đang cố gắng cứu níu của Kỳ, đối phương đang khá chống chảy trên đầu, khá được bắn thoải mái. Đó pha headshot ở vị trí của SV Wario và quả lựu đạn không thể nào gây được sát thương lên người của FD Dev. Như vậy là team FD họ vẫn có một pha tấn công tốt và đã hạ gục Wario rồi. Team SVG và Noel họ thi đấu tương đối tản mát. Vừa rồi Hổ Bia này đã bị hạ gục và đó tiếp tục đó là Wario đã bị hạ gục. Chỉ còn lại mình SVG Oscar đang ở đây trên một mình trên cái sỏi canh. Lúc nãy thì chúng ta quên mất không để ý đến team CRV, và phải nói rằng CRV là một trong những team cực kỳ nguy hiểm trong giải đấu này, khi mà trong ván đấu đầu tiên họ đã có một phong độ thi đấu hủy diệt. Ván đấu thứ hai thì do tôi bị disconnect nên tôi không thể theo dõi được là trong ván đấu thứ hai thì CRV họ thi đấu như thế nào, nhưng fan mạnh bú đít 5K đậu xanh cũng sầu đẹp dài là những người mà thực sự rất có thực lực. Vẫn là team CRV họ đang có mặt ở trong khu vực doanh trại, và với việc đang có mặt trong khu vực doanh trại này, vòng bò chúng ta nó đã thu dần vào rồi. WAG họ đang ở đầu, đang có mặt trong khu vực thu tùm lũng, và cái vị trí của họ lúc này không xa vòng là mấy. WG họ sẽ có thể tiến vào trong vòng trước và có một cái pha phòng thủ đầy lợi thế ở đây. Quay trở lại thì về vào đấu thì chúng ta đang có đó là rất nhiều team đang ở trong tình trạng tương đối què quặt. Yêu Miêu bé cáo như là Thành DZ họ đang có một cái ván đấu thi đấu thăng hoa với 8 mạng hạ gục tính đến thời điểm này của ván đấu, mặc dù họ chỉ có 3 người ở trong cái ván đấu này mà thôi. Thành DZ mũ 3 giáp 3, khẩu Groza trong tay đang phát hiện ở đối phương có những pha bắn rất tốt đến từ vị trí của WG Thanh DZ, và lúc này bé cáo mà ở vị trí của Nguyệt rồi. Đối phương đang di chuyển một cách khá thoải mái ở trên trường đồi, và WG Thanh DZ cũng như Yêu Miêu họ không bỏ qua cơ hội để có mạng hạ gục của mình. Lúc này thì đang có những pha bắn trả đối phương đến từ vị trí đối diện. Phía bé cáo Yêu Miêu đang bật ống ngắm 4 nick lên để có thể tìm thấy vị trí đối phương. Vừa rồi đó pha sấy nhẹ, đối phương đang nấp ở trong căn nhà này, và Yêu Miêu Thanh DZ họ sẽ lao ra và có những pha tấn công vị trí đối phương. Bây giờ đối phương đang phải bỏ chạy, bé cáo cũng như là Thanh DZ nó đang công lên. Bé cáo có mạo gục, bé cáo bị đối phương bắn nốc, nhưng bé cáo vẫn đang có 5 mạo gục đính đến thời điểm này và đấu, và đồng đội sẽ cứu được bé cáo. Đó là pha công tốt đến từ vị trí bé cáo trong team của WG Yêu Miêu và Thanh DZ 65 Hoài Mập. Và lúc này trở lại đến với ván đấu thì team 65 họ đã chui ra khỏi khu vực tháp đồng hồ rồi, và họ đang phải chịu những pha tấn công đến từ vị trí đối phương. Mất đi một người đó là Hoài Mập, và Bằng Hửi đã có mã gục vị trí của đậu xanh. Như vậy là team 65 họ đang đụng độ với team CRV. Pha tấn công của níu của Kỳ và FBD vẫn còn lại hai người còn sống sót trong team này ở trong ván đấu này. Bây giờ thì chúng ta đang ở một góc màn hình nhìn thấy WAG Funky Em và Mamisi họ đang tấn công vị trí đối phương. Mamisi có mạng hạ gục và tiếp tục sấy vị trí đối phương. Phan Game đã bị hạ gục. Shake Mamisi có hai mạng hạ gục, và đó là team của Yêu Miêu cũng như là Thanh DZ và SCVG. Đá quỷ DJ anh ta đang nhấp nhổm để có thể quan sát vị trí đối phương. Trong khi đó thì Phan Game cũng như Shake đang hồi lại rất nhanh lượng máu của mình và đang đứng lên ngồi xuống để có thể tránh đi những pha headshot đến từ vị trí đối phương. Có vẻ như sau ván đấu đầu tiên chỉ mang tính khởi động, thì trong ván đấu thứ hai và ván đấu thứ ba này thì WG họ đang làm rất tốt. Vâng, có bạn bảo là đập máy thôi, đúng là máy tôi cũng phải đập thôi anh em ạ. Đây là Nam Tước K.95 anh cả như là Bermem đang có pha tấn công đến từ vị trí đối phương, và bây giờ thì Bermem đang sấy hạ gục được một người rồi. Bermem đang sấy tấn công ra đằng sau. WG Shake hạ gục được Nam Tước và níu của Kỳ đến từ team FD, nhưng đó không phải là giao tranh này. Cây chậm đã bị hạ gục, và đó là mạ gục đến từ vị trí của Say Trọng. Một mình Say Trọng anh ta đang cân 3 cân 4 ở trong tình huống này. Bây giờ Say Trọng có trong tay M79, anh ta sẽ tấn công vị trí đối phương tốt hay chăng, sẽ nhảy ra này, sẽ có pha tấn công này, vẫn chưa phát hiện đối phương ở đâu. Vừa vào một pha bắn bừa đối xe đối phương lao lên, đó là mạ gục vị trí của WG Shake ở vị trí của Trọng. Và Shake vừa rồi anh ta bắn rất hay, và lúc này đội WG họ đang có trong tay 11 mạ gục, và trước mặt họ ngăn cản họ cái top 1 trong trận đấu này thì chỉ có đó là anh cả và Bermem thôi, và anh cả Bermem cũng đã bị hạ gục ở trong tình huống này. Và WG Hà Nội họ có cái top 1 đầu tiên của mình ở trong giải đấu ngày hôm nay. Và vừa rồi là ván đấu thứ 3 nhưng mà tôi bị diss hơi nhiều. Ok.